Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung. Hôm nay Nguyễn Trung giới thiệu đến anh em một con giải mã đen đến từ Canada của thương hiệu Sonic Frontier. Model của nó là SFD1 MK2. Và con này thì nó có cái đường digital input của nó gồm 3 đường. Đường thứ nhất là ba lăng, đường thứ hai coaxial, đường thứ ba là cái cổng cáp quang ST, nó dành cho giống như những cái đầu CD của Wadia. Và cái đường analog out của nó là gồm hai đường, đường RCA và đường ba lăng. Thì đường ba lăng này nó sẽ cho chất âm tốt hơn với những cái âm ly mà có cái đường ba lăng in, thì sẽ giúp cho anh em khai thác tốt hơn. Rồi nhìn chung vô con này, bên nội thất của nó thì điều đầu tiên chúng ta thấy đó là nó có hai cái nguồn. Thì một cái nguồn thì dành chạy cho cái phần digital và một nguồn chạy cho phần analog. Cái thiết kế như vậy thì thường chúng ta sẽ thấy nó nằm trong những cái giải mã cao cấp. Và phần body digital của nó thì nó có một cái bo gắn ở trên và chúng ta thấy có con chip HDCD và một số tụ bao gồm tụ Wima và cái tụ của Pháp và cái tụ xanh cũng là tụ Wima luôn. Rồi nhìn chung thì thiết kế con này khá là đẳng cấp và đặc biệt nó xuất âm của phần xuất âm của nó là nó chạy hai cái bóng đèn 6DJ8 6922 và hai cái bóng này hiện tại đang dùng đó là hai cái bóng Ampere của Hà Lan, chất âm khá là tốt. Và con này được sử dụng cả hai dòng điện, điện 115V và điện 230V. Hiện tại thì Nguyễn Trung đã gắn vào cái điện 230V để cho anh em đỡ bị nhầm lẫn. Rồi bây giờ mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe cái bản nhạc test cho cái con giải mã Sonic Frontier SFD1 MK2 này nha. Nha.
tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng, làn môi hôn rét căm trong tình, tình yêu hoan đưa ta vào vòng ái cần, nhạc gọi SSD 1 MK2 đến đây thì nhìn chung xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.